Thưa quý vị, giá heo hơi ngày hôm nay 23 tháng 4 tiếp tục tăng từ 1 đến 2.000 đồng một ký ở một số địa phương. Miền Bắc ngày hôm nay một số nơi cao nhất có giá là 95.000 đồng một ký và đang có xu hướng trở lại kỷ lục giá như hồi cuối năm ngoái. Trong khi nhiều thương lái cho biết nguy cơ thiếu thịt sẽ xảy ra khi mà một số doanh nghiệp lớn đã phải xuất bán lợn mã thấp dưới 100 ký mỗi con, còn lượng lợn trong dân thì gần như đã cạn kiệt do tái đàn không kịp. Dịch COVID-19 cũng đã lắng xuống, cả nước ta cũng đã dừng cách ly, giãn cách xã hội. Từ hôm nay thì các nhà máy, xí nghiệp, công sở và nhiều trường học đã hoạt động trở lại. Dự báo nhu cầu tiêu dùng thịt cho các bếp ăn tập thể sẽ tăng mạnh. Nếu không kịp thời có biện pháp hiệu quả thì giá lợn hơi rất có thể sẽ vượt mốc 100.000 đồng một kg trong ít ngày nữa và kéo theo đó là giá thịt lợn bán lẻ cũng sẽ tiếp tục tăng. Giá heo hơi hôm nay tại Thái Bình và Hưng Yên đã lên 95.000 đồng một kg. Tăng thêm 1.000 đồng so với ngày hôm qua và trở thành hai địa phương có giá cao nhất cả nước. Một số địa phương tại Hà Nội, lợn hơi có giá 94.000 đồng một kg, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang tăng 1-2.000 đồng lên 92.000 đồng một kg, Nam Định và Hà Nam cũng tăng 2.000 đồng lên 90.000 đồng một kg. Thị trường heo hơi miền Trung hôm nay ghi nhận mức giá phổ biến trên 88.000 đồng một kg, Bình Thuận cao nhất miền, mức 93.000 đồng một kg. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk thấp hơn 90.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại phổ biến từ 88 đến 89.000 đồng một kg. Riêng Bình Định giảm một giá trở về mốc 87.000 đồng một kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam vẫn ở ngưỡng rất cao. Đồng Nai và Vũng Tàu đang là hai địa phương giá lợn cao nhất miền, 91.000 đồng một kg. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Bến Tre ở mức 90.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại trong khoảng từ 87 đến 88.000 đồng một kg. Riêng Cà Mau quay đầu giảm 3.000 đồng về 85.000 đồng một kg, thấp nhất nước. Có một thực tế là trong lúc giá lợn hơi liên tục duy trì ở mức cao và không có điểm dừng thì nhiều nông hộ lại không muốn tái đàn hoặc có muốn thì cũng rất khó và thậm chí là còn không thể tái đàn do doanh nghiệp cũng đang tăng mạnh tái đàn, hạn chế bán lợn giống ra ngoài. Một số trang trại gia trại bán con giống thì với giá là 2,7 triệu đồng một con lợn từ 6 cho đến 7 kg. Nuôi 6 tháng mới có thể xuất bán, trong khi giá cám đều đã tăng mà giá lợn sau nửa năm nữa chưa biết sẽ diễn biến ra sao. Đây chính là bất cập lớn nhất khiến cho việc giảm giá lợn hơi cứ mãi luẩn quẩn, không có lối ra. Vâng, và nói theo cách của các nhà quản lý kinh tế thì giá lợn hơi đang cao một cách quá đáng, bởi giá thành sản xuất chỉ là từ 40 đến 50 ngàn đồng một ký. Vậy mà giá lợn hơi neo cao kỷ lục suốt hơn nửa năm qua mà không chịu hạ, dù Thủ tướng Chính phủ đã bao lần yêu cầu hạ giá. Ngoài việc tái đàn mạnh để tăng nguồn cung thì nhập khẩu mạnh thịt lợn cũng đang là một giải pháp để giúp bình ổn thị trường. Tuy nhiên, để làm được điều này thì thịt lợn nhập khẩu phải có giá rẻ, số lượng lớn và nhất là phải được người tiêu dùng ở trong nước đón nhận. Nếu như trước đây thịt lợn đông lạnh nhập khẩu chủ yếu dùng để cung cấp cho các bếp ăn tập thể thì giờ đây loại thực phẩm này đã bắt đầu có mặt tại thị trường bán lẻ, cụ thể là ở một số siêu thị. Vậy người tiêu dùng trong nước đang đón nhận loại thịt này như thế nào? Ngay sau đây xin được mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại một điểm bán thịt heo nhập khẩu. Trên đây tôi thì đang là một khay thịt heo, một khay sườn heo có giá là 119.000 đồng một kg. Mức giá này thì đang rẻ hơn đến 40% so với cả sườn heo thông thường. Vậy thì với mức giá như thế này thì chất lượng của chúng ta sao và hiện nay thì người tiêu dùng đang cảm nhận về loại thịt này như thế nào? Nếu có mua thịt tươi thì cũng phải về cho vào tủ lạnh đông. Cái thịt hàng nó có đông sẵn rồi mà giá lại rẻ hơn thì tôi nghĩ là lựa chọn duy nhất của tôi là lấy cái thịt đông nó rẻ. Đấy, nó phần nào nó giảm bớt được cái chi phí trong gia đình. Nói chung là mình nhìn cái thịt này ấy, là cũng nhìn là nói chung về màu mè mình cũng thấy bắt mắt này cũng là được, nhìn cũng rất là tươi, chi là tươi ngon đấy. Chung là mình cũng rất chi là hài lòng về cái giá cả hiện giờ. Người ta nuôi ở nước ngoài mà mình nhập khẩu về được thì là cũng là tốt, bởi vì ở nước ngoài là bao giờ cũng đảm bảo về cái chất lượng hơn, mà cái quá trình người ta đóng đông lạnh là cũng tốt. Với giá phải chăng, cùng xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, phần lớn khách hàng tìm đến quầy thịt lợn nhập khẩu đều mua từ 2 đến 3 kg. Hiện 1 kg sườn nhập khẩu chỉ có giá 119.000 đồng 1 kg, rẻ hơn 40% so với sườn tươi đang ở mức 207.000 đồng 1 kg. Thịt ba chỉ nhập khẩu có giá 149.000 đồng 1 kg, thấp hơn 30.000 đồng 1 kg so với thịt tươi. Chỉ trong gần một tuần, siêu thị này đã tiêu thụ được hơn 30 tấn thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ, Canada, Phần Lan và Italia.
Sản phẩm thịt lợn nhập khẩu chúng tôi đều được sản xuất trên những cái dây chuyền rất là hiện đại. Chính vì thế nên là khi mà về đến trong nước, chất lượng sản phẩm không khác xa quá nhiều so với sản phẩm tươi. Đồng thời thì các sản phẩm này đều đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm cũng như là quy định về thú y đối với các cái mặt hàng gia súc gia cầm nhập khẩu. Ngoài ra thì các sản phẩm này có cái giá khá hợp lý, thường thường là giảm giá thấp hơn so với lại thịt tươi trong nước. Vâng, giá thành tốt, chất lượng ổn định. Đó là những cảm nhận của người tiêu dùng về các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu. Có thể thấy rằng là so với thời gian trước thì thị trường thịt lợn nhập khẩu đã sôi động hơn rất là nhiều. Và hy vọng rằng với việc thay đổi thói quen tiêu dùng như hiện nay có thể giúp thị trường thịt lợn trong nước nhanh chóng bình ổn hơn.